Do ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với hoạt động của vùng hội tụ gió trên cao, Lào Cai có thể xuất hiện các đợt mưa kéo dài đến hết ngày 26 tháng 8. Trong đó có khoảng 2 ngày dài rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, sau mưa giảm cả về lượng và diện. Trước diễn biến phức tạp và khó lường của thời tiết, đất đã no nước và đạt trạng thái gần bão hỏa. Độ kết dính yếu nên rất dễ gây trượt lở, sụt lún khi có mưa lớn để hạn chế mọi thiệt hại do thiên tai gây ra các cấp chính quyền người dân cần chủ động phòng ngừa sẵn sàng nhân lực vật lực trong phòng chống mưa lũ đặc biệt là lũ cao lũ quét trượt lở đất đá ngập úng đề phòng lốc xoáy gió giật mạnh và xét đánh khi trời có mưa rông